Nghị quyết 08 ngày 19 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 như sau. Tổng kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 là 3.413,45 tỷ đồng, gồm chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội và vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2.058 tỷ đồng, phân bổ 115 tỷ đồng về các cơ quan cấp tỉnh và 1.944 tỷ đồng về Ủy ban nhân dân cấp huyện. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 421,84 tỷ đồng, phân bổ về Ủy ban nhân dân cấp huyện. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 932,9 tỷ đồng, trong đó phân bổ cho cơ quan cấp tỉnh là 97,6 tỷ đồng, Ủy ban nhân dân cấp huyện là 835,3 tỷ đồng. Theo đó, trong các cơ quan cấp tỉnh, trường Cao đẳng Lào Cai được phân bổ nguồn vốn lớn nhất với trên 84 tỷ đồng. Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện thì Bắc Hà, Mường Khương, Bát Sát được phân bổ nguồn vốn lớn nhất với gần 600 tỷ đồng một huyện. Thấp nhất là thành phố Lào Cai, 51 tỷ đồng.